Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Lời đầu tiên cho em Tuấn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị các bạn, đặc biệt là các bác đã chốt đài và đã mua ủng hộ bên kênh điện tử Tuấn Thám Video của em Tuấn ngày hôm nay cũng như thời gian qua. Chúc tất cả quý vị các bạn một tháng mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, làm ăn tiền vào như nước nhé. Và sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu một chiếc đài. Đây là một chiếc đài Toshiba ZT-SX26, hay còn gọi là Toshiba SX26. Đây là một cái dòng đài rất là phổ thông, rất là nhiều người biết vào những thời kỳ khó khăn ở Việt Nam chúng ta. Và cái đài này thì rất nhiều các bác biết đến, có rất nhiều kỷ niệm với những người dân Việt Nam chúng ta. Hầu như ngày xưa nhà nào cũng có một hai cây để nghe radio rồi nghe chơi băng. Thì dòng Toshiba này thì được rất nhiều anh em ưa thích. Tiếng của nó rất là mảnh mai, rất là hay. Và cũng được nhận được rất là nhiều cái sự yêu cầu của quý vị các bạn dành cho chiếc đài này. Và hôm nay em Tuấn mới dọn xong chiếc đài này và có đăng lên để cho quý vị các bạn, dành cho bác nào đang tìm dòng đài này nhé, Toshiba SX26. Dòng đài này thì cũng khá là đẹp mắt, gọn gàng. Đây là phần loa bên phải, rất là mịn màng nhé. Đấy, thân nhựa lành lặn, đang còn rất là sạch đẹp. Phần chrome loa tép này đang còn rất là sáng nhé. Tuy theo thời gian có xước sát nhưng mà vẫn đang còn rất là mới. Căng loa này, và đặc biệt cái phần chrome ở trong này, các bác nhìn thấy không ạ? Quả bát rất là đẹp. Đấy, phần chrome loa tép này nhìn nó rất là nổi trội nhé. Để em không có dán tem đâu, đang để nguyên đấy. Đây là phần mặt trước của cái cục giữa. Đấy, các bác nhìn thấy phần chữ nghĩa này, tất cả phần chữ nghĩa này là đang còn rất là đẹp nhé, chưa bị phai mờ một tí nào cả. Và đặc biệt là các núm nút này là zin này, chưa bị lai tạp nhé. Ở đây chúng ta có cái phím volume này, volume chính này, to nhỏ, cân loa trái phải. Cái này là cần gạt của stereo mono này, bỏ này. Cái cần gạt chính của đài này, bằng dây FAM và FM. Và bên này khi chúng ta bật ở chế độ FM thì có kết nối line in bằng jack 3.5 nhé, cho kết nối điện thoại rất là tiện. Và đặc biệt là cây này cho chất âm mà khi kết nối qua đường AUX line in, tiếng cực kỳ hay luôn, cực kỳ chi tiết. Tí nữa các bác sẽ được thưởng thức. Và chúng ta sẽ có ba cái băng tần ở bên này nữa, của AM này, SW1, SW2. Còn gạt lên trên cùng đây thì nó sẽ là FM luôn nhé. Bên này là dò sóng này. Đấy, tuning, chúng ta có thể là dò sóng qua lại. Đấy, ở dưới đây chúng ta có 5 cần gạt equalizer. Ở đây có một cái đèn tia. Đấy, khi công suất ra loa nó đạt đến mức độ to nhỏ thì nó sẽ nháy lên, nhìn nó rất là bắt mắt. Và đây là một cái cửa băng còn rất là trong này, chữ nghĩa này. Đấy, còn rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây có một cái logo bằng sắt. Đấy, theo năm tháng thì cũng bị bong chóc nhưng mà vẫn đang còn nhìn được, chữ đang còn rất là đẹp. Phím nút vẫn đang là phẳng nhá. Đây cái model của nó đây, ZT-SX26 này. Đấy, quai sách anten đang còn rất là đẹp. Ok, và đây phần nóc loa bên trái này. Đây là phần mặt loa bên trái này, còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, phần chrome này, và phần loa ở dưới căng rất là đẹp, nhìn nó rất là ok luôn, lành lặn. Và sau đây em Tấn sẽ quay vào phía đằng sau. Rất là sạch đẹp và vuông vắn nhá. Đài đang còn rất là ok. Đây là cái tem thông số của máy này, Toshiba ZT-SX26. Gồm có model, thông số và nhà sản xuất, công ty hãng Toshiba. Đấy, hai jack loa này, jack nguồn này, nắp pin này. Đấy, còn rất là ok luôn. Sau đây em Tuấn sẽ test qua phần băng dây cho các bác nghe nhé. Lữ khách nơi phương trời.
tình thiên vũ đứng chờ. Tiếng rất là nhẹ nhàng à, các chức năng này, tua tới này, tua lui này. Rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Phím đang còn rất là nhạy. Và sau đây chúng ta sẽ test qua cái phần AM. Do đó mọi người đã đặt cho ông một cái tên là Khẩu Trung Thư Hoàng. Vương Hàm làm việc cũng vậy, cứ thường hay sửa đi sửa lại. Nhưng buổi tối là ai em bắt rất là nhiều đài nước ngoài nhá, đủ đài luôn. Và chúng ta sẽ test qua phần FM. Em sẽ kéo cái anten lên nhé. Phải gần dân, cùng lắng đọng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Chứ còn nếu cứ thu thập thông tin xong là đi lướt qua thì cũng không thể nắm được cái gì đâu chị ạ. Cái tôi nghĩ là cái phải gần gũi nhân dân đã. Lũ cho đại dương hòa trong tiếng cười. Bác nghỉ hưu làm thợ cơ khí. Bác nghỉ hưu từ năm 2008. Và theo thông tin bác chia sẻ thì bác đi bộ đội năm 1971. Lúc đó thì bác làm lái xe cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7. Ok, FM bắt rất là nét nhá. Và sau đây em Tuấn sẽ test đến cái chức năng line-in. Chúng ta để nguyên ở chế độ FM là như thế này. Và chúng ta sẽ kết nối cái rắc này vào đây. Đấy. Đấy, tự động nó sẽ chuyển sang kết nối line-in. Cực kỳ tiện lợi. Tiếng rất là hay và rất là mê ly luôn. Em khẳng định là chất âm của nó rất là hay. Tiếng rất là mượt. Loa trái này. Loa phải này. Hai loa. Tép này. Các cần gạt equalizer này hoạt động rất là nhẹ nhàng, rất là tốt nhá. Tuyệt vời. Đời em giờ như thuyền không bên. Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa bên trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ người phận cho ai, đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ơi, nhận theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Tiếng rất là mượt, rất là mềm và rất là chi tiết nhá. Em rất thích nghe cái dòng đài Toshiba DX26 mà chạy qua chế độ line-in này. Em đánh giá cao về cái phần đài này, cho ra chất âm rất là hay. Và giá em đang giao lưu với giá là 1.700.000 đồng nhá. Bao ship cho các bác. Bác nào chuyển khoản đủ em tặng các bác 2 cuốn băng nhá. Bác nào mà chuyển khoản tọc 500.000 em gửi đài thì em sẽ tặng các bác 1 cuốn băng. Và tất nhiên là dây line-in này em sẽ tặng và dây nguồn tặng theo máy nhá. Đấy, cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.